Anh làm cái gì kỳ vậy? Em còn thương người yêu cũ mà. Tôi muốn biết được câu chuyện này là của nhân vật nào ở đây. Đúng tổn thương luôn, tổn thương nặng nề. À, chị Mai Phương hả? Ngày hôm nay gặp chàng hoa lá. Mời chị. Anh chàng nào may mắn vậy? Kể câu chuyện này nghe thấy xấu hổ vậy sao? Không sao đâu chị, anh cũng không có sao một đâu chị mà. Chị với lại cái bạn này thì biết nhau cũng vài lần. Cái đợt đó là vô tình cũng đi diễn chương trình thiện nguyện chung. Thì nói chung là nó có nhiều cái tình huống ở trong đó. Thì bắt đầu mới nói chuyện. Nhưng mà bắt đầu nói chuyện là đúng vào cái dịp mà chị với người yêu chị chia tay. Mà chị thì vẫn còn thương người yêu của chị. Thì hai người nói chuyện với nhau thì cái chủ đề nói chuyện thường là nói chuyện về người yêu cũ của chị. Cũng khoảng vài tháng. Thì đến cái giai đoạn thì sẽ nói những cái chuyện khác nữa. Nhưng mà cũng không có nói gì là mến nhau hay thích nhau cái gì cả. Thì cái này là một buổi tối sau khi mà đi ăn về. Cái ở trước cửa nhà. Cái thì chào đi vào. Cái bạn nói là Phương Phương anh nói em nghe này nè. Cái này, ủa anh nói đi. Không, lại đây anh nói nhỏ nghe này nè. Ủa anh nói gì nói đại đi. Nói gì nói nhỏ gì vậy. Cũng kiểu như bác xin bác nghi. Cái gì vậy, nói gì vậy. Không, cái này phải nói nhỏ mới được. Kiểu như vậy á. Thì nói nhỏ hả? Thì cũng được. Vậy thôi. Thì khi mà chị đưa nói nhỏ thì bạn hôn chị. Cái là chị mới hết hồn. Cái chị đẩy ra cái câu mà không phải là anh làm gì kỳ mà chứ. Anh bị khùng hả? Em còn thương yêu cũ của em mà. 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 Thì em thấy nó đâu có gì đâu, bồng bột chị, cái đó là phản xạ tự nhiên mà. Thì chị phản xạ tự nhiên thì bởi cái chuyện. Nhưng mà thật ra là cũng không phải là còn thương không còn thương mà là bị là bị tự nhiên mình phản xạ mình nói như vậy á, bị bất ngờ. Thì nói chung là sau đó là quen nhau thì nó cũng hơi bị mệt á. Em thấy bình thường. Thì tại vì nếu mà mình còn yêu người yêu cũ thì tự nhiên cái bắt đầu mối quan hệ mới thì chẳng khác gì là mình làm cho cái người kia là cứ hy vọng càng nhiều là thất vọng càng đau thôi. Thì chị làm đúng rồi. Mà chị không có còn thương người yêu cũ. Chị bị phản xạ, hiểu không? À, tức là chị bị bất ngờ trong đầu là cũng có mến thôi, nhưng mà cũng không có nghĩ là sẽ quen hay là nó chưa có cái gì để bắt đầu hết. Mà bạn hành động bất ngờ cái tự nhiên chị bị phản xạ cái chị nói vậy đó. Quỷ sứ tự nhiên hung ta không xin phép. Quỷ sứ tự nhiên hung ta không xin phép. Không phải ý của chị Phương kể cái câu chuyện ra, thí dụ như mà sau này chị có bắt đầu cái mối quan hệ với người mới cũng là một cái câu nói mà lý ra mình không nên nói. Tại vì mình đã nói là anh em còn thương người cũ thì có thể người đàn ông sau này sẽ vịnh vào cái đó để nhằn tới nhằn lui và làm khó dễ cho mình. Không, nhưng mà Bảo thấy là khi mà chị Phương biết rằng người con trai đó cũng thích mình thì phải cũng phải thông cảm là cái hành động đó là cái cách thể hiện cho cái chuyện thích đó. Mà chị nói ra như vậy thì đúng là hơi ác. Thì đúng là hơi ác. Nhưng mà cái ác của chị em nghĩ là đúng. Đúng với chị. Tại vì rõ ràng chị không thích người ta thì mắc gì đâu mà chị không, phải chị có thích mà. Còn nói gì nữa. Có thích mà tại vì phản xạ. Đúng rồi. Tại vì tức là chị trai mới nói là cái này gọi là nghiện mà ngại đó. Không phải. Vì chị nghĩ rằng là nó sẽ một cách từ từ hơn kiểu như vậy á, tức là mình cứ bị phản xạ cái mình không biết không mình có được xấu sàng ấy. Nhưng mà sau đó là mối quan hệ của hai người như thế nào, gọi là bạn bè luôn không, sau đó có quen nhau à, nhưng mà cũng là có good ending, có quen nhau đúng không? Bao giờ mình có bao giờ người ta nhắc lại câu nói này không? Và cái bạn và cái nguồn trai có cũng khá mệt mỏi, giải thích cho hiểu rồi nhưng mà vẫn rất là mệt mỏi. À, về cái chuyện là cứ lôi ra để đúng mà xấy cái chuyện người yêu cũ. Nhưng đối với em thì em cũng không có lo đâu. Nếu mà đặt em như chàng trai đó thì chỉ hơi buồn chút xíu thôi. Nhưng mà thật sự nếu mà đặt thật sự thì không đáng phải bận tâm. Tại vì quan trọng là nếu mà đã ở bên chị thì sẽ có thời gian nó sẽ vun đắp rồi từ từ cái người kia sẽ từ từ lạng về cánh gà. Mình sẽ bắt đầu thành gia chính đó. Mà thật ra thì tim nghĩ là đàn ông ai cũng không thích được bị so sánh. Và các phụ nữ cũng vậy, không có ai thích bị so sánh với người cũ hết. Có lẽ là đó là cái vết đầu tiên anh ấy gặp phải khi mà đến với lại Phương, nên là chắc chắn là sẽ khó chịu. Nói chung có những cái nỗi đau nó là vô tình, nhưng mà nó sẽ vẫn cứ đau hoài, đau mãi đến cuối đời cũng không bao giờ quên. Nhưng mà hy vọng rằng là cái câu chuyện đó nó cũng đem lại cho chúng ta một cái kinh nghiệm thú vị, chị Phương hả? Rồi, câu chuyện thứ hai. Sao anh mặc đồ hèn quá vậy? Trời ơi! Ai là người trót buông lời? Rồi, tôi biết ai luôn rồi. Họ biết ai luôn rồi?
một cô gái như ấy. Đâu em đâu? Em biết em sai rồi. Em sai rồi. Anh rất là thấu hiểu luôn, tại vì anh đã từng bị hỏi rồi. Nhưng mà vậy cái câu rồi. Khác à. Bạn gái cũ của anh à. Sao anh mặc đồ bóng quá vậy? Sao anh mặc đồ bóng quá vậy? Không, cái đó em nói hoài à. Dạ, anh chia tay ngay lập tức luôn. Không, anh chia tay ngay lập tức luôn. Đó là cái áo mặc. Anh thấu hiểu cảm giác đó. Em sai rồi, em xin lỗi anh. Cái gì nữa? Tại vì vậy nè mọi người hiểu không? Là bữa đó thì bởi em mới nói là đôi lúc em vẫn còn trẻ con mà em nói em không suy nghĩ cái lời nói đó nó là quá đáng hay là gì. Em chỉ đơn giản là tại vì bình thường buổi tối hôm trước thì lâu quá không đi chơi thì xong bạn em mới nhắn là mai mình hẹn hò nha. Có nghĩa là thích đi chơi thôi, tự nhiên rủ hẹn hò đây. Em nghĩ trời ơi, hôm nay mai mình phải mặc đẹp, xong kêu là ừ thì thôi để mai đi quay xong rồi về đi chơi. Thì đi quay xong về mặt vẫn còn make up anh. Thế là thấy mặc make up gì mà mặc đồ đơn giản thì kỳ. Cái xong nghĩ rủ hẹn hò mình phải mặc đẹp. Thì em cũng mặc đẹp lồng lộn lắm, giày cao gót đồ lồng lộn lắm. Nước hoa là xịt thơm phức luôn. Cái xong bước ra thấy Khoan, anh nghĩ là em đừng kệ, em xuống đây đi. Em xuống đây em diễn lại cảnh đó đi. Tại vì anh biết rằng là em sẽ bất ngờ lắm nếu mà em có thể diễn lại cảnh đó. Em xuống đây. Xuống đây. Bi Max. Hả? Nghe đây, em thử lại chàng trai đó coi. Sao vậy ta, sao em hay vậy lắm nha. Sắm quần lên đi Max, sắm quần lên. Trời ơi, diễn lên. Tội nghiệp. Bất chấp luôn. Quần ông em hãy coi phản ứng của đàn ông như thế nào khi nghe câu nói của em nha. Rồi, ok. Và bây giờ hãy cùng nhau đến với buổi hẹn hò giữa Gia Linh và Bi Max. Khoan, cho nhìn cái coi. Ê, thằng này nó không có hèn mà nó bừng quá. Để cái dòng đây, đây, thiệt. Em mặc đồ là lồng lộn nha. Rồi. Mặc mẹ nha, xuống. Ok. Rồi, nghe xong vô. Ô em. Hôm nay mặc đồ hèn vậy. Ủa làm như hỏi liền vậy luôn á hả? À. Không, con bé này nó có biệt toài là mỗi lần nó mở miệng là dấu chấm hết của một con là chuyện. Là em nhìn. Ủa sao anh ra mặc đồ hèn vậy mà mặc em rất bình thường. Dấu chấm hết luôn á. Em cười luôn à. Ủa bởi sao nó mặc đồ hèn vậy? Nó đi hẹn hò mà. Trời ơi, làm người ta thay đổi biết gì. Em lúc nãy em mặc đồ ở nhà đi luôn. Dạ, vậy em hèn lắm hả em? Không có, bạn trai em làm, bạn trai chỉ nhìn em thôi. À, nhìn và em. Nói là thiệt ra bộ đồ này không hẳn là hèn đâu em. Chị nói em vậy thôi đó. Thật ra bộ đồ đó rất là mắc tiền. Nhưng mà cái ý của em là em nghĩ hôm nay anh sẽ mặc áo sơ mi, anh mặc quần dài, anh ăn giày. Còn ảnh là đi giày xanh anh. Rồi mặc quần lửng á. Rồi mặc áo thun. Giống như mặc đồ đi học thêm. Người ta mặc sao mà người ta mặc khác ý đó. Cái nó chửi người ta liền. Thì không phải là em chửi mà ý của em là ôi đi hẹn hò mình phải sói ca này kia. Cái trong đầu của em đang tưởng tượng bình thường bạn em mặc đồ rất là đẹp và rất là chỉnh chu. Em biết là sao anh kêu em phải ra là thực hiện lại không? Sao tại vì anh muốn coi có thái độ của em nói câu đó như thế nào. Tại vì nếu như em câu nói câu đó mà lúc em vui vẻ bình thường kiểu ờ sao anh mặc hèn vui thì không sao, không đến nổi. Nhưng mà tự nhiên kiểu là em nhìn vô mà kiểu không phải khinh thường anh cái kiểu không, là thì anh mới muốn coi là cái trạng thái của em thì xong nào. Cái bạn em mới không giận nhưng mà bạn em hơi buồn á. Cái xong rồi cái bạn em nói là bữa sau em đừng có nói vậy nữa nha, tại thiệt ra thì bộ đồ này cũng không phải hẳn là hèn đâu. Xong ảnh nói một cái này thì em mới cảm thấy buồn và em cảm thấy em là người có lỗi. Nó kêu là tại vì áo này là cái áo của mẹ anh mua á. Nói như vậy cái sao em mới thấy trời ơi, tại sao mình có thể nói ra một lời mà mình không suy nghĩ như vậy. Mặc dù là mình chỉ tưởng tượng là do mình tưởng tượng bạn mình hôm nay chắc là mặc đồ đẹp lắm đây nè. Tại em rất thích nhìn con trai mặc áo sơ mi mà bạn nó mặc đồ rất là đẹp cho nên em mới trời muốn nhìn vậy thôi. Nhưng mà tự nhiên cái ra không phải thất vọng nhưng mà ra tự bị hụt hẫng á, mặc đồ như là đi bình thường thôi chứ không phải như mình mong muốn cho nên em lỡ thốt ra lời đó và em cảm thấy rất có lỗi thì em có xin lỗi. Và em nghĩ là trời ơi, người ta trân trọng cái món quà của người thân người ta tặng như vậy thì chắc hẳn nếu người ta yêu mình á thì người ta cũng sẽ rất là trân trọng mình. Nên là từ đó em cảm thấy thương hơn thôi. Thật ra anh nghĩ là cái đó cũng hợp với tính cách của em. Tại vì em vô tư quá. Mọi người thấy rằng là em quá vô tư trong tất cả những cái mối quan hệ của mình. Cho nên là đôi khi em nói những cái câu mà không phải là ý nó là như vậy. Dạ. Mà buồn miệng nó ra thôi, cái miệng nhanh. Ý là hoàn toàn là như vậy luôn á. Không phải hoàn toàn là như vậy. Ý của bé đó là như vậy. Nhưng mà đúng bé đó thốt ra liền luôn chứ không có kìm lại được. Trừ điểm thanh lịch. Trừ điểm thanh lịch. Đúng, hay quá gần rồi. Dùng từ rất chính xác, trừ điểm thanh lịch. Là tại vì á, cái tính của em hay giỡn những cái từ. Là tại em nghe bạn bè em giỡn như vậy cái em mới học theo. Thì em nói như vậy thì có lẽ là em học sai từ. Thì cái đó em rút kinh nghiệm không có nói nữa. Và em không có nói với bạn em như vậy nữa. Và cho nên là cái đó thì vậy mới nói là những cái từ mà mình không muốn nói ra. Và bây giờ mình cảm thấy hối hận. Ai cũng có lỗi lầm, biết rút kinh nghiệm là tốt. Ok. Rồi, câu chuyện tiếp theo.